hướng dẫn thủ tục làm visa Na Uy cùng Lữ hành Việt Nam. Na Uy là đất nước có hàng nghìn vịnh hẹp lớn nhỏ khác nhau, là địa điểm du lịch lý tưởng nhất thế giới. Để giúp bạn thuận lợi nhập cảnh, khám phá vẻ đẹp của những kỳ quan thiên nhiên có từ thời kỳ băng hà tại Na Uy, Lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn trọn bộ thủ tục xin visa Na Uy đầy đủ và chi tiết nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá dịch vụ làm visa, khách hàng liên hệ với Lữ hành Việt Nam qua hotline sau: Hà Nội và miền Bắc 0914926198, Hồ Chí Minh và miền Nam 0936022908. Na Uy là một trong 26 nước thuộc khối Schengen. Theo quy định của các nước này, nếu du khách sở hữu visa Na Uy Schengen thì có thể di chuyển dễ dàng giữa các nước Schengen như Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp. Mà chỉ cần một loại thị thực, nếu Na Uy là nước bạn nhập cảnh đầu tiên trong khối Schengen, bạn nên xin visa Na Uy Schengen để có thời gian lưu trú cao nhất. Và sau đó có thể di chuyển tới các nước khác trong khu vực Schengen. Thủ tục xin visa Na Uy, chứng minh nhân thân, đơn xin thị thực Na Uy theo mẫu, sơ yếu lý lịch, không hai ảnh 3.5cm x 4.5cm, hộ chiếu gốc còn hạn từ 6 tháng, giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Chứng minh tài chính, sổ tiết kiệm, số dư tài khoản ngân hàng, tối thiểu 200 triệu, giấy tờ sở hữu tài sản, đất đai, cửa hàng, nhà cửa. Chứng minh công việc, đối với nhân viên, hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép có xác nhận từ phía doanh nghiệp, bản lương không 3 tháng gần nhất, đối với chủ doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế không 3 tháng gần nhất, đối với học sinh, sinh viên, thẻ học sinh, sinh viên, đơn xin nghỉ phép có xác nhận của nhà trường, đối với hưu trí, thẻ hưu trí, sổ nhận lương hưu. Lịch trình chuyến đi, vé đặt phòng khách sạn, vé máy bay đi Na Uy khứ hồi, lịch trình cụ thể, bảo hiểm du lịch nếu có, thư mời, bảo lãnh của người đang sinh sống ở Na Uy, giấy tờ xác nhận tour, lưu ý, toàn bộ giấy tờ trên phải được dịch thuật sang tiếng Anh hoặc tiếng Na Uy và được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền. Xin visa các nước trong khối Schengen chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với người Việt Nam. Tuy nhiên, khi lựa chọn cho mình một dịch vụ visa uy tín, chất lượng, cam kết tỷ lệ đậu visa thì bạn không cần phải lo lắng nữa. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn, dịch vụ làm visa Na Uy uy tín tại Lữ hành Việt Nam chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Quy trình làm dịch vụ visa du lịch Na Uy trọn gói tại Lữ hành Việt Nam. Bước 1, tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa Na Uy, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. 2, ký hợp đồng dịch vụ. Nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3, đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4, hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5, theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6, trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Xin thị thực luôn yêu cầu tuân thủ theo quy định từ phía đơn vị xét duyệt và am hiểu luật. Tuy nhiên, nhiều quý khách còn bối rối để hoàn tất bộ hồ sơ cho mình. Lữ hành Việt Nam là người bạn đồng hành trên hành trình xin thị thực Na Uy thành công của nhiều khách hàng. Dịch vụ visa Na Uy của Lữ hành Việt đã hỗ trợ xin thị thực thành công từ những bộ hồ sơ khó đến những thủ tục xin visa phức tạp, giúp nhiều khách hàng chinh phục được hành trình xin visa Na Uy của mình.